Sáng nay ngày 5 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Hòa Vang có 99,80% tỷ lệ cử tri hăng hái đi bầu ở 8 đơn vị bầu cử. Tại kỳ họp lần thứ nhất này, Ủy ban bầu cử huyện Hòa Vang đã thông qua kết quả xác nhận từ các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa Vang trình bày tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các trưởng ban, Phó trưởng ban, Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân huyện. Tại kỳ họp này, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thống nhất bầu ông Phạm Nam Sơn thành ủy viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, bí thư huyện ủy Hòa Vang, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026.